Chào mừng các bạn đã tiếp tục đến với khóa học về lập trình Windows Form C# căn bản. Chúng ta tiếp tục đi đến với bài 5 của chương 2, đó chính là chú thích trong C#. Thì trước hết chúng ta đi xem qua một số lý thuyết về nó. Chú thích của chương trình C# là những phần test làm rõ hơn cho các phần code của lập trình viên, tức là sao các bạn chẳng hạn các bạn có một cái biến là in tổng gì đó, thì chẳng hạn một người khác đọc vào cái code của bạn, tổng này dùng để làm gì vậy thì ta không hiểu gì cả, thì cái phần chú thích code này nó sẽ giúp cho người ta có thể nhìn vào, hay chẳng hạn như các bạn chú thích là tính tổng của hai phần tử thì người ta sẽ hiểu hơn. Các bạn thấy cái gì rõ hơn là tính tổng của hai phần tử A và B, như vậy là quá rõ thì người ta nhìn vào người ta sẽ biết thì ra thằng này nó khai với biến tổng để mà nó tính tổng của hai cái biến ở phía trên. Như vậy thì sẽ rất dễ dàng khi mà người khác đọc vào code của bạn, hoặc là một năm sau các bạn đọc lại cái code của bạn, các bạn vẫn còn nhớ. Thứ hai, chú thích không được đọc bởi trình biên dịch, nó không liên quan gì đến chương trình của bạn. Tức là sao các bạn, khi mà chương trình chúng ta gặp phải những cái dòng chú thích, nó sẽ bỏ qua chứ nó sẽ không có biên dịch những cái dòng đó, và nó sẽ không liên quan gì đến chương trình của chúng ta. Thứ ba, đó là cái cách viết chú thích trong C#. Các bạn thấy có hai cách viết. Cách viết thứ nhất đó chính là ở đầu một dòng các bạn thêm hai dấu sạc. Các bạn thấy sạc sạc thì chú thích nó sẽ hiểu là cái dòng mà bạn muốn, thì nó sẽ trở thành một cái dòng chú thích và nó sẽ bỏ qua không biên dịch. Hoặc là nếu như các bạn muốn chú thích một cái đoạn văn bản lớn thì các bạn cũng có thể gạch gạch hai dòng ở mỗi dòng của đoạn văn bản đó. Tuy nhiên như vậy nó làm các bạn rất là mất thời gian. Thì có một cách đơn giản, các bạn hãy dùng cái dấu sạc sao kết thúc bằng dấu sai sạc để gom vùng một cái đoạn văn bản mà bạn muốn chú thích. Là các bạn thấy ví dụ trên màn hình thì đã rõ hơn. Mình sẽ đi đến cái phần demo để làm cho các bạn thấy. Rồi, quay lại phần code của chúng ta. Chúng ta sẽ quay lại với cái nút bút tập 1. Rồi, bây giờ mình sẽ demo các bạn. Chẳng hạn như mình có cái biến, tạo một cái biến là in biến số 1 bằng 3, in y biến số 2 bằng 4. Rồi, mình ở đây mình gọi là in y tổng. Rồi, mình để như vậy thôi. Mình khai báo rồi, mình chưa tính. Như vậy, tổng đây là tổng gì? Người ta sẽ không biết. Thì thường người ta sẽ chọn cách là chú thích ở phía trên cái biến, cái vùng mà chúng ta sẽ làm. Chẳng hạn như chúng ta sẽ bắt đầu chú thích bằng cách là sạc sạc. Tổng, các bạn có thể ghi dấu hoặc không dấu cũng được. Tổng của hai phần tử biến số 1 và biến số 2. Đây các bạn thấy. Khi mà chú thích như vậy, ở phía dưới này người ta sẽ hiểu in đi tổng này là tổng của hai biến ở trên. Các bạn thấy. Hoặc là người ta cũng hay chú thích ở phía trên những cái phương thức. Các bạn thấy là chẳng hạn đây là phương thức xử lý sự kiện click của bút tổng 1. Chẳng hạn như vậy thì người ta đọc vào, người ta sẽ biết đây là đoạn code gì, đây là đoạn code gì. Một năm sau các bạn đọc lại và chính bản thân các bạn cũng còn nhớ. Hoặc là đối với một đoạn văn bản dài, các bạn có thể sử dụng cái dạng như là sạc sao và sao sạc như mình đã nói. Chẳng hạn như các bạn có một vùng văn bản này, chẳng hạn như các bạn muốn chú thích hết phương thức này, không để các bạn cứ phải sạc sạc từng dòng như vậy thì nó rất là mất thời gian. Thì các bạn có thể sử dụng một cái cách đó là sao sạc sao và dưới cùng, cuối cùng mà bạn muốn đóng lại đó là sao sạc. Các bạn thấy đây, nó đang sáng cho chúng ta cái phần này chính là cái phần mà chúng ta muốn chú thích. Thì tuy nhiên ở trong C#, chúng ta ở môi trường Visual Studio nó cũng hỗ trợ chúng ta một cái nút để mà chúng ta chú thích cho nó nhanh. Mình trước hết mình sẽ phần bỏ đi. Chẳng hạn như bây giờ mình muốn chú thích cái dòng in y tổng này, mình muốn bỏ nó đi. Mình sẽ đưa vào chú thích. Mình có thể sử dụng cái này, cần cho này các bạn thấy ở đây. Lưu ý nhé các bạn. Rồi các bạn thấy ở đây nó đã, cái y tổng này đã trở thành phần chú thích. Và nếu như mình muốn giải chú thích thì nếu dùng tay thì chúng sẽ bỏ cái mặt này rồi. Nhưng mà đối với dùng nút thì chúng ta sử dụng cái nút kế bên, các bạn thấy không? Nó cũng có cái biểu tượng như vậy. Tuy nhiên nó có thêm một cái dấu mũi tên đi lùi lại. Các bạn thấy, mình nhấn vào. Các bạn thấy đây, nó đã trở lại như cũ. Hoặc là mình có thể dùng chú thích, các bạn thấy là chúng ta bấm Ctrl E rồi bấm C. Các bạn ha, mình E rồi mình bấm C. Nó sẽ tự chú thích cho chúng ta, các bạn thấy không? Chúng ta muốn giải chú thích thì chúng ta sẽ bấm Ctrl E rồi U. Ctrl E và U. Các bạn thấy nó đã trả lại cho chúng ta. Đó là cái bài về chú thích trong C#, một cái bài rất đơn giản. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những bài sau.